Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo thông tư quy định về cấp thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo thông tư là quy định về độ tuổi thực hiện thủ tục đăng ký xe. Cụ thể, theo quy định tại khoản 9 điều 3, dự thảo thông tư số 24 quy định về cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới hiện đang có hiệu lực thi hành Cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên thì được đăng ký xe. Trường hợp cá nhân từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi đăng ký xe thì phải được cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ đồng ý và ghi nội dung đồng ý, ký, ghi rõ họ tên, mối quan hệ với người được giám hộ trong giấy khai đăng ký xe.